bảo vệ căn nhà tháng 5 năm 2019. AZEOXU8 Giá, 1,1 triệu đồng. Đây là một mẫu khóa vân tay thông minh với khả năng bảo vệ tốt cho căn nhà và tránh rườm già khi thất lạc chìa khóa. Mẫu khóa này được thiết kế từ hợp kim kẽm cao cấp dạng chữ U với không gian khá rộng dài, dùng được cho nhiều mục đích khác nhau, từ khóa cổng, khóa cửa cho đến cả viết khóa xe. Điểm thú vị của khóa này đó là cảm biến vân tay cho khả năng mở khóa cực nhanh chỉ 0,5 giây. Nếu đúng vân tay người dùng, nó sẽ mở khóa đồng thời hai đầu, tránh trường hợp đầu khóa bị nại ở một bên như các ổ khóa thông thường. Ngoài ra, nó chống bụi nước theo tiêu chuẩn IP65, có nguồn pin 260 ma, dùng được trong 12 tháng sau mỗi lần sạc. Xiaomi Smart Door Lock Fingerprint Giá 5,2 triệu đồng Đây sẽ là giải pháp tốt cho người dùng ở các chung cư giúp bảo vệ căn nhà tối ưu, chống xâm nhập từ bên ngoài. Mẫu khóa này cung cấp cho người dùng 4 phương pháp để mở khóa, từ khóa chìa, khóa vân tay, mật khẩu và thông qua smartphone, trong đó nó sở hữu đến 10 công nghệ an toàn tích hợp cùng các mô đun thông minh để phát các đối tượng nhập sai mật khẩu, sai dấu vân tay hoặc thậm chí có tác động ngoại lực vào khóa, để thông báo đến người dùng thông qua ứng dụng trên smartphone theo thời gian thực. Ngoài ra, nó còn cho phép kết nối với hệ thống nhà thông minh để tự động bật và tắt đèn khi người dùng mở cửa vào ban đêm. Kết sắt CRM A trên D 32 sczv Giá 9 triệu đồng Đây là mẫu kết sắt vân tay khá đẹp mắt và bền bỉ. Nó được đúc hoàn toàn bằng vật liệu thép hợp kim Q345 có độ bền cao, chống khoan đục cũng như chịu được tác động ngoại lực lớn. Hãng này làm cửa với độ dày đến 9mm, vượt qua các tiêu chuẩn 6mm ở các mẫu kết sắt thông thường. Điểm thú vị của tủ két này đó là cảm biến vân tay siêu mỏng được tích hợp hơn 10.000 bộ cảm biến bán dẫn với độ phân giải hơn 500dpi, cho khả năng nhận diện vân tay khá nhạy bén và an toàn. Đi cùng đó, hãng trang bị cho kết khả năng kết nối với điện thoại để thông báo những trường hợp két sắt bị kẹt, rung, lắc hay có tác động từ ngoại lực bên ngoài, điều này giúp người dùng an tâm bảo vệ các tài sản quan trọng. DLYNGFZ02BLDZ Giá 1,15 triệu đồng Chuông cửa thông minh này được tích hợp nhiều công nghệ cho nhận diện khuôn mặt, phát hiện các mối nguy hiểm, camera quan sát và gửi cảnh báo đến smartphone của người dùng theo thời gian thực. Đây là một giải pháp nên có để bảo vệ tốt cho người dùng, đặc biệt là các gia đình có trẻ nhỏ và người già. Cơ chế hoạt động của nó cũng khá đơn giản. Khi phát hiện có người cách vị trí cửa trong phạm vi 3 mét hệ thống lập tức tự động quay một đoạn video ngắn và gửi thông báo về điện thoại di động cho người dùng. Khi khách đến bấm chuông, Người dùng cũng có thể trao đổi qua smartphone với khách và để biết trước khi mở cửa, điều này đảm bảo an toàn khi tiếp xúc với người lạ mặt. Gia Hưng